Sáng ngày 24 tháng 9, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa lập rõ một nhóm 6 thiếu niên liên tiếp gây ra hơn 30 vụ trộm cắp trên xe ô tô của người dân vào ban đêm. Nhóm thiếu niên này có độ tuổi từ 14 tới 16 tuổi đều trú tại thành phố Buôn Ma Thuột. Tất cả 6 thiếu niên này đều đã bỏ học. Trong đó có nhiều em cha mẹ đã ly hôn, không có người lớn quản lý nên rủ rê nhau sống lang thang. Để có tiền tiêu xài và chơi game, vào ban đêm, cả nhóm đi trên các tuyến phố Buôn Ma Thuột tìm tài sản của người dân sơ hở để chiếm đoạt. Khi phát hiện chiếc ô tô nào quên khóa cửa, nhóm này sẽ mở rồi lục lọi lấy cắp tài sản. Chỉ hơn một tháng nay, nhóm thiếu niên đã gây ra hơn 30 vụ trộm cắp trên xe ô tô, lấy đi nhiều tiền và tài sản. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.